Nó rớt xuống miếng rồi nè. Nó rớt xuống miếng ông. Nó rớt xuống miếng ông. Xác không? Hả? Đâu đâu đâu. Đây, ông ong nha. Thì ráng ghi khiều cho nó rớt xuống lụm. Lụm. Xong. Thọt ngay chỗ mặt nhiều quá. Chứ xa quá trời. Không có chỗ mà thọt tay nha được. Thấy đồ dứt xuống mắt con nè. Ta còn rớt miếng nào ha. Dính. Đây. Để khúc này nè. Khúc này có mặt nè, còn nhiêu là tàn không. Đây, mà bé đi. Đây có tàn. Để khúc mà nó hơi bị nét. Tính ra được cái cục này thôi chứ còn gì đâu. Rồi gì à? Xong rồi gì à?